Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, kết quả xét nghiệm PISA chiều nay ngày 26 tháng 2 năm 2022, Trà Vinh ghi nhận 17 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, trong ngày hôm nay, Trà Vinh ghi nhận 130 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ngày Trà Vinh phát hiện có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ sau Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022. Riêng trong số 17 ca được phát hiện mắc COVID-19 chiều nay, có 2 ca ở thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành 2 ca, huyện Tiểu Cần 11 ca, huyện Cầu Ngang 1 ca và huyện Cầu kè 17 ca. Trong số 130 ca được phát hiện trong ngày hôm nay, có 126 ca trong cộng đồng và có 49 ca đã được tiêm 30 vắc-xin, có 31 ca được tiêm 2 mũi vắc-xin, số còn lại được tiêm một mũi hoặc chưa được tiêm vắc-xin COVID-19. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, tính đến chiều nay, Trà Vinh ghi nhận gần 39.000 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có trên 38.100 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và đã có 269 ca tử vong do dịch Covid-19.